Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin chúc tất cả mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Trong video hôm nay mình xin nói về vấn đề visa ngắn hạn, là visa đến Nhật 3 tháng hay là gọi là 90 ngày đó. Để mà đến Nhật thì cần phải có người bảo lãnh hoặc là người mời ở Nhật mới có thể xin visa được. Thì mình xin nói trước tiên là vấn đề là phía người xin visa cần những giấy tờ như là hộ chiếu, tờ khai xin cấp visa, thì trong link mình có để, các bạn cứ vào đấy tải ha. Rồi ảnh 4 năm, rồi tài liệu chứng minh mối quan hệ họ hàng, ví dụ như là giấy khai sinh, hộ khẩu, phiếu công dân, giấy đăng ký kết hôn, vân vân, tùy trường hợp mà các bạn nộp giấy cho phù hợp ha. Ví dụ trường hợp này là bảo lãnh đó, người bảo lãnh đó, nếu mà bảo lãnh thì cần phải, nếu như mà vợ bảo lãnh chồng bảo lãnh vợ thì phải có giấy đăng ký kết hôn rồi này kia nọ, hoặc là con bảo lãnh mẹ thì phải có giấy khai sinh ha. Rồi trường hợp mà giấy mời thì không cần, giống như là chỉ giấy lý do mời thôi, những khả năng tài chính mình đã chuẩn bị ở Việt Nam rồi thì không cần những cái tờ này ha. Rồi cái này là tài liệu chứng minh chi trả cho chuyến đi, là giấy chứng nhận thu nhập. Nếu mà mình tự đi mình chỉ cần mời thôi thì giấy chứng nhận thu nhập, giấy tiền tiết kiệm gửi ngân hàng hoặc là tài sản nếu có ha. Rồi tiếp theo là lịch trình chi tiết hoạt động sẽ làm ở Nhật, thì trong link mình cũng có để, các bạn cứ vào đấy tải về mà xem ha và ghi vào. Rồi phía người Nhật, người bảo lãnh nhé. Người bảo lãnh thì giấy lý do mời, còn nếu như mà không bảo lãnh thì chỉ cần giấy lý do mời thôi. Còn bảo lãnh thì cần tất cả những giấy tờ sau đây. Giấy lý do mời trong web mình cũng có để link, các bạn cứ vào tải về. Rồi bản sao hộ tịch trường hợp mà vợ hoặc chồng mời đó. Giấy chứng nhận bảo lãnh trong web cũng có để link, các bạn về tải ha. Các giấy tờ liên quan đến người bảo lãnh như sau: giấy chứng nhận đang làm việc, ví dụ như là Zaisukushomesho, hoặc là giấy thuế Nozeshomesho, Kazeshomesho. Hai tờ này là xin ở Shi hoặc cư cái năm gần nhất á, giống như là giấy mới nhất á. Tại vì cách tính này nó hơi phiền một chút xíu, cho nên là những ai mà sống ở Nhật thì chắc là sẽ biết ha. Rồi phiếu công dân, bản photo hộ chiếu của người bảo lãnh, rồi photo hai mặt thẻ cư trú của người bảo lãnh. Nếu như mà bạn là người bảo lãnh là người nước ngoài, còn người bảo lãnh là người Nhật thì chỉ cần photo hộ chiếu thôi ha. Rồi trường hợp mà nếu mà bạn mang bầu á, bảo lãnh bố mẹ sang để phụ chăm con á, thì bạn cần phải nộp thêm sổ mẹ và bé, gọi là boshitecho ha, và những giấy tờ có liên quan, ví dụ như là giấy đi khám sức khỏe rồi ở bệnh viện á, này kia nọ. Còn ở đó trên đây là tất tần tật những giấy tờ mà cần để xin visa ngắn hạn 90 ngày. Thật ra khi mà ghi hồ sơ các bạn không phải là ghi 90, các bạn không phải ghi là 3 tháng đâu, mà các bạn chỉ ghi là hồ sơ trong vòng 90 ngày thôi. Bởi vì có những tháng số ngày nó nhiều thì sẽ dư ra, người ta không có tính, người ta chỉ tính tổng cộng là 90 ngày đó. Thì các bạn lưu ý, và visa 90 ngày này nếu mà có lý do riêng thì có thể gia hạn thêm để ở lại được 90 ngày nữa, là tổng cộng là 6 tháng đó ha. Thì gia hạn ở Nhật, mà tùy trường hợp mà nhu cầu người ta sẽ xét, nếu mà có lý do đặc biệt thì sẽ được ở lại ha. Rồi hình như thì video mình chia sẻ bấy nhiêu đây, mong rằng sẽ giúp ích cho tất cả các bạn nào mà muốn đi dạng visa du lịch hay là đi visa ngắn hạn đó. Thì nếu mà bạn nào có thắc mắc gì đó mà muốn xin visa ở Việt Nam á, thì cũng có thể nhắn tin để hỏi, mình sẽ trả lời ha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu như các bạn thấy video có ích thì hãy nhấn like, share, comment để ủng hộ video của mình nha. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Dạo này video không có tăng view, không có tăng người theo dõi, cho nên là hơi buồn. Nhưng mà tại vì video của mình cũng không có đầu tư, nói chung là
tại vì đi làm thì còn nhiều công việc khác nữa, cho nên chỉ mỗi ngày chỉ dành một chút thời gian để làm video thôi, không có đầu tư dạng, nhưng mà chủ yếu là kinh doanh kiếm tiền bằng video. Nếu mà tương lai có thời gian hoặc là có điều kiện hơn một chút xíu thì mình sẽ đầu tư ảo một chút nữa để tăng view và tăng subscribe. Còn bây giờ nếu bạn nào thích yêu mến mình thì xin hãy ủng hộ cho mình ha. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.